Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo luôn được các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân trong thành phố Châu Đốc quan tâm thực hiện. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, mặt trận tổ quốc các cấp đã phát huy sức mạnh khói đại đoàn kết toàn dân, quy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần tích cực thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, những năm qua, các cấp ủy chính quyền thành phố Châu Đốc đã đưa phong trào trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và liên tục qua đó khơi dậy và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kết nối và lan tỏa những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, giúp người nghèo dương lên trong cuộc sống. Trong giai đoạn 2020-2023, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng tình hình kinh tế xã hội của thành phố Châu Đốc được duy trì phát triển tốt. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày lễ lớn trong năm được tổ chức khả chu đáo. Nhìn chung đa số người dân phấn khởi đồng tình với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Công tác hỗ trợ gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo được quan tâm. Hàng năm, Quỹ ban mặt trận các cấp trong thành phố đã dẫn động các công ty, doanh nghiệp mạnh thường quân, nhà hảo tâm, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, cây mùa xuân. Ba năm qua, Ban dẫn động Quỹ vì người nghèo thành phố và phường xã đã dẫn động được hơn 52 tỷ đồng. Qua đó đã kịp thời cất mới và sửa chữa 349 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ gần 52.000 em học sinh khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 80 người trợ giúp khó khăn đột xuất cho gần 16.000 lượt người với tổng số tiền chi gần 45 tỷ đồng. Thực hiện các công trình an sinh xã hội, phòng chống Covid-19 trị giá 19 tỷ đồng. Chỉ tính riêng năm 2023, ban vận động quỹ vì người nghèo thành phố và phường xã vận động được hơn 15 tỷ đồng, cất mới và sửa chữa 89 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 545 lượt người tặng quà, trao học bổng tiếp bước đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi được 1.125 suất thăm hỏi tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán 2023 và các đợt vận động trong các dịp lễ hỗ trợ cho 10.258 lượt người hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất được 472 lượt người với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Để nguồn quỹ phát huy hiệu quả, mặt trận tổ quốc thành phố và các phường xã không ngừng đổi mới hình thức vận động và phối hợp xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững như hũ gạo tiết kiệm, nuôi heo đất, mái ấm công đoàn. Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Ngoài ra, để phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, mặt trận các cấp còn tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, kết nối yêu thương sẽ chia gian khó đối với các hộ nghèo nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình thông qua các hoạt động như tặng sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất. Đến cuối năm 2023, thành phố Châu Đốc phấn đấu không còn hộ nghèo. Vì vậy, ngoài ý thức tự lực của mỗi gia đình, các chính sách phát triển kinh tế có hiệu quả của địa phương thì cần lắm những tấm lòng, nghĩa cử thiện nguyện của các đơn vị tổ chức cá nhân hảo tâm để đồng hành trợ lực cho hộ nghèo có thêm điều kiện dương lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Tôi là thuộc uh, diện hộ khó khăn, uh, nhờ cũng nhờ chính quyền địa phương, thành phố uh, giúp đỡ cho tôi được căn nhà, che nắng, che mưa. Và tôi uh, rất cảm ơn uh, các vị chính quyền địa phương. Điển hình như nhiều năm qua, ông Quang Chí Cường, Việt Kiều Mỹ, công ty QXQ ENC, USA đã đóng góp hỗ trợ cho thành phố Châu Đốc với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng, cất mới hơn 70 căn nhà đại đoàn kết, tặng quà gạo cho người nghèo, tặng một chiếc xe cứu thương và hàng trăm chiếc xe lăn xe lắc, tặng quà cho các bệnh nhân nghèo, xây dựng công trình an sinh như xây dựng hai tuyến đường cập kênh Vĩnh Tế phường Châu Phú A và tuyến đường 30 tháng 4 nối dài phường Châu Phú B, xây dựng hai cây cầu, cầu kênh Bảy Vĩnh Châu và cầu Ông Son Núi Sam. Ông Tạ Minh Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tứ Sơn chia sẻ, với phương châm hoạt động kinh doanh hiệu quả gắn với bảo đảm an sinh xã hội, trong những năm qua, công ty đã tích cực đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ tặng quà cho người nghèo gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023, công ty đã tổ chức trao tặng hơn 240 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 150 triệu đồng, hưởng ứng lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo. đơn vị cũng góp phần ủng hộ quỹ vì người nghèo để cùng thành phố trong hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành với người nghèo. Tôi nghĩ cuộc sống mà chúng ta cũng biết cái thuận và cái nghịch cái thừa và cái thiếu lúc nào nó cũng đang xen nhau, ít khi nào nó có một sự tròn vẹn lắm. nhưng mà đứng góc độ một con người hoặc là một doanh nghiệp tôi nghĩ rằng à, chúng ta chia sẻ được gì cho xã hội mà để nó trở nên tốt hơn thì tôi, tôi nghĩ là chúng ta nên làm. À, tuy nhiên có một điều là tôi cũng đánh giá cao cái mặt trận tổ quốc của thành phố châu nẵng mình. nói chung là à, có những cái đề xuất để giải quyết cho các trường hợp an sinh xã hội nó đi vào cái thực tế nhiều hơn và tôi cũng nghĩ là sự năng động đó nó cũng góp phần nó cũng tác động cho doanh nghiệp có những cái ý thức thì chúng ta đóng góp được gì thì chúng ta nên cuộc sống mà càng sang sẻ nhiều thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ được những điều tốt nó sẽ mang đến cho mình cùng với đó thành phố châu đốc cũng đã vận động các tổ chức cá nhân thực hiện các công trình an sinh xã hội như xây dựng cầu mương đòn dông tại xã vĩnh tế công trình nâng cấp cải tạo hẻm đài khí tượng phường châu phú bê công trình thanh niên thắp sáng đường quê công trình đường sương nguyệt anh với tổng kinh phí xây dựng gần 3 tỷ đồng có thể khẳng định an sinh xã hội là chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội đưa đời sống của nhân dân ngày càng ổn định để tiếp tục thực hiện tốt công tác này thời gian tới quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố châu đốc Cùng các cấp ủy chính quyền tổ chức đoàn thể phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, vận động đóng góp quỹ an sinh xã hội nhằm hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng tốt hơn, tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, theo hướng giúp đỡ để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng thành phố Châu Đốc phát triển toàn diện, tạo nền tảng để phát triển đô thị, du lịch thông minh thưa quý vị và các bạn bản tin truyền hình của trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt